Kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Cây Giống Anh Trung ạ. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các cô bác, các anh chị và các bạn là cái lô nhãn miền. Cái lô nhãn miền cây choai. Cây nhà em toàn cây tầm khoảng 2 phân. Gốc được 2 phân và chiều cao được cây nào thấp là được khoảng 1m6, còn cao là được khoảng 2m. Cây nào cũng có hoa, có quả, cây nào cũng có quả nhé các cô bác anh chị nhé. Đây mọi người có thể nhìn thấy này. Cây nào cũng có quả luôn ạ. Đặc biệt là cây nhà em được nuôi ở trong bầu vải tự hủy. Vì thế mà các cô bác anh chị ở miền Nam hay là miền Bắc, mọi người là mua cái cây này về trồng cũng cứ yên tâm. Mình đặt luôn cả cái bầu nó xuống và mình trồng. Cô bác anh chị có thể lấy cái kéo, các cô bác anh chị cắt ở trên cái đầu, cái bầu vải này ra, mình xé xuống hoặc không mình cứ để đấy trồng cũng được. Tại vì một thời gian là nó cũng sẽ tự hủy mà. Khi mà mình trồng một cái bầu này thì cây của mình nó sẽ không bị trột, cứ thế nó phát triển thôi. Cây khá là sai và đặc biệt là cây ra tán rất là đẹp luôn ạ. Cây nào cũng ra tán rồi. Cái cây nhãn miền muộn này thì nó thích nghi với khá nhiều loại đất nha các cô bác anh chị nhé. Một số bác còn gọi là nhãn lùn đấy. Cây của nó thấp đã có rất là nhiều quả rồi. Đặc biệt là cái nhãn này thì rất là dễ đậu quả. Thứ nhất là rất dễ đậu quả. Thứ hai nữa là nó rất là dễ thích nghi với mọi loại đất. Cô bác anh chị có thể trồng ở đất nào cũng được. Một số loại nhãn, ví dụ như nhãn Hương Chi thì nó hơi khó một tí. Thế nhưng mà riêng cái nhãn muộn này thì cực kỳ dễ luôn, từ xưa đến nay rồi. Cái nhãn này là cái loại nhãn phổ thông và cũng là dễ nhất. Đặc biệt là cái quả của nó rất là to, cùi dày. Các cô bác anh chị khi mà cái quả của nó lớn tầm bằng này chẳng hạn, lớn hơn một chút, các cô bác anh chị có thể phun cái kali ấy, thì cái quả của nó sẽ rất là to, bóng quả và phải nói là nó cực kỳ là ngọt luôn. Nó mình phun kali được tầm khoảng 3 đợt thì chắc là thì nó ngọt như là nhãn siêu ngọt luôn ạ. Đặc biệt là cái nhãn này thì cùi nó rất là dày, cùi rất dày, hạt nhỏ, quả to ạ. Cái nhãn này thì rất là nhiều các cô bác anh chị làm kinh tế thành công bởi cái nhãn này rồi. Đó. Cây rất là sai luôn. Có những cái cây lên đến hơn 2 mét nhé các cô bác anh chị nhé. Cây rất là đẹp. Cô bác anh chị nào mà cần trồng nhãn có quả ăn ngay thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0977516966 ạ. Hầu như cây nào cũng có quả, còn những cái cây mà nó phát triển tốt như cái cây này thì nó chưa có quả, nhưng cái cây của nó khá là to. Cây nhà em nuôi hoàn toàn trong bầu vải nhé, hoàn toàn trong bầu vải đấy ạ. Vì thế mà nhà em nuôi tất cả những cái cây nuôi, cây choai ấy, thì hầu như là nuôi trong bầu vải để khi mà vận chuyển đi xa, đi kể cả vào miền Nam, cây cũng rất là đảm bảo để cho các cô bác anh chị trồng nó không bị trột. Đây, còn ngoài đây em giới thiệu với mọi người, ngoài đây là cái nhãn siêu ngọt nhé. Cái nhãn này thì quả thưa hơn một chút, quả thưa hơn cái nhãn kia một chút. Thế nhưng mà cái nhãn này thì ăn rất là ngọt, cực kỳ là ngọt luôn. Nhưng theo như em bán hàng ấy, theo như em bán hàng, bán nhãn nhiều năm nay ấy, thì em thấy là các cô bác anh chị mà trồng nhiều thì mình nên trồng cái nhãn miền đấy. Thì nó rất là dễ thích nghi. Nó rất là dễ thích nghi, đặc biệt là
rất là dễ chăm. Giờ thì có rất là nhiều các loại phân bón đấy, nó bổ sung kali, vì thế mà cây của nó cũng khá là ngọt, quả của nó cũng khá là ngọt ạ, cũng ngọt, cũng ngang bằng cái nhãn siêu ngọt đấy. Vì thế mà các cô bác anh chị nói chung là có thể lựa chọn tùy theo cái, nói chung là nhiều cô bác anh chị thích trồng cái nhãn siêu ngọt chẳng hạn. Nói chung là các bác thích trồng cái nhãn nào, hay là mình cảm thấy cái nhãn nào nó phù hợp ấy, thì các cô bác anh chị cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0977 516 966. Em sẽ tư vấn cụ thể ạ. Những cái cây nhãn này đấy đều được nuôi ở bầu vải. Và đây, nhà em vẫn còn một lô nhãn, nhãn miền, cây nhỏ, cây bầu nhỏ. Cái cây này bầu nhỏ thôi, như nắm tay thôi. Đây ạ, nhà em đều dâm ủ ổn định rồi. Những cái cây này nhà em đều dâm ủ ra rễ và cây của nó rất là khỏe rồi. Nhìn thì cằn cỗi như thế này thôi, nhưng mà các cô bác anh chị về trồng nó sẽ không bị chột. Cái tầm này mà cây mà tơ mỡ, mà cái cây tầm này mà phun hoặc là bón vào tơ mỡ thì các cô bác anh chị về trồng thì rất là khó đấy, với cái nhiệt độ nắng như thế này. Còn những cái cây mà các cô bác anh chị cứ trồng những cái cây cằn cỗi như thế này, có thể để quả, mọi người có thể để quả hoặc có thể vặt đi. Mọi người trồng cái cây này thì đảm bảo là cây nó cứ thế là nó phát triển thôi, không ảnh hưởng gì đâu ạ. Cây này cây nhỏ nhé, cây này là cây nhỏ, sai nhỏ ạ. Còn cây này là cây bầu to. Cây nhà em hầu như cây gốc rất là to và ra tán rồi. Những cái cây này các cô bác anh chị trồng sang năm là để quả được luôn. Sang năm là mình có thể để quả được luôn. Cây bầu vải cho nên mình về trồng nó sẽ phát triển rất là nhanh. Nhà em dâm bầu vải và dâm bằng cát. Tất cả đây hoàn toàn là bằng cát. Em quay cho mọi người xem cái size nhỏ nhà em còn có hai luống nữa này, gọi là size nhỏ nhưng mà nó cũng to hơn cái cỡ vừa xong. Đây, cây đều được dâm ủ, cái cây này thì bầu to hơn một chút, dâm ủ ổn định rồi. Cái cây này cao tầm khoảng 1 mét, 1 mét đến 1 mét 3, 1 mét 4. Cô bác anh chị trồng những cái loại này thì chỉ sau 1 năm là mình có thể để quả được thôi. Đấy, các bác thấy sai chưa? Em xin phép được dừng video tại đây nhé. Chúc các cô bác, các anh chị và các bạn xem video vui vẻ ạ. Cô bác anh chị xem video thì nhớ bấm kênh, nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ nhà vườn em nhé.